Bi kịch đám cưới 3-0 ở Trung Quốc. Gần đây, trào lưu đám cưới 3-0 trong giới trẻ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Năm 2023, Tiểu Trương, một cô gái ở Sơn Đông và nửa kia đã tổ chức một lễ thành hôn tối giản, không rước dâu, không có MC đám cưới, không có những phân đoạn đẫm nước mắt. Cách làm này bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi. Đám cưới tối giản đang dần trở thành xu hướng mới trong những năm gần đây và ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn. Đám cưới tối giản chủ yếu là không có đoàn xe, không đón dâu, không có phù rể và phù dâu, được gọi là đám cưới 3-0. Nhưng trên thực tế, có khi còn không có cả MC, không có tiệc cưới và thậm chí không có khách mời. Ngoài những lý do như đỡ phải hao tâm tổn sức để tổ chức hôn lễ hay do sở thích cá nhân, thì hiện nay có không ít người trẻ muốn tiết kiệm chi phí cho đám cưới vì tình hình kinh tế đang rất khó khăn. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận như: nên phổ biến cách làm này, nếu hôn nhân trở thành gánh nặng cho giới trẻ thì hậu kết hôn sẽ càng khó khăn hơn, còn không phải do nghèo sao? Bắt đầu không muốn tiêu dùng nữa rồi. Nói dễ nghe thì đó là do sở thích cá nhân, nói khó nghe thì do nghèo đó. 4-0 luôn đi, thêm một cái không sính lễ nữa. Cũng có cư dân mạng nói, trong giới trẻ còn bắt đầu phổ biến việc không kết hôn, đỡ phải tối giản gì nữa, còn bắt đầu không yêu đương, như thế tiết kiệm ngay từ đầu, một mình vui vẻ hơn. Cụm từ thanh niên 4-0 cũng đã trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc nhiều năm qua, tức là không yêu đương, không kết hôn, không mua nhà, không sinh con. Các cụm từ mới này càng làm nổi bật nền kinh tế suy yếu của Trung Quốc và sự thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ nước này, những người không thấy được tương lai.